luôn luôn. Nhẹ nhẹ cái máy này chắc là hôm qua đó.
con này con máy đằng sau chứ gì vậy? Đấy, bây giờ nó bật đèn đi đấy. Đây là đầu tiên, xong là con máy nhẹ này. Xong mới cái máy to cái bên sau. Nó chỗ nào ấy nó tưới thêm nhựa đường vào nhỉ? Máy này đi để cho nó có chỗ nào lỗi ở đấy tiếp cái máy kia sau kìa. Đẹp nhỉ? Đen xì. Nó cứ đen như này có phải là không bụi không? Lu này lu bé hơn này, lu này cái chỗ trên này là sắt này.